Thưa quý vị, hưởng ứng tuần lễ hiến và ghép mô tạng Việt Nam 2024, Chi hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Mô Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề chia sẻ kinh nghiệm trong thu nhận và điều phối giác mạc giữa Việt Nam và Singapore, từ đó nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực thu nhận điều phối giác mạc với hy vọng mang đến cơ hội nhìn thấy ánh sáng cho hơn 300.000 người bệnh bị mù do các bệnh lý về giác mạc tại Việt Nam. Ghép giác mạc hiện là phương pháp duy nhất và hiệu quả nhất giúp bệnh nhân bị tổn thương giác mạc có cơ hội phục hồi thị lực, đặc biệt là trong những trường hợp điều trị nội khoa không còn mang lại kết quả. Tuy nhiên, hiện Việt Nam chỉ có 2 cơ sở y tế có khả năng thu nhận và ghép giác mạc. Bên cạnh đó, số lượng giác mạc hiến còn quá ít. Thu nhận thì từ trước đến nay cũng đã rất là khó khăn. Bên Viện Mắt Trung ương cũng đã hoạt động hơn mười mấy năm nay rồi. Nhưng mà cái số lượng thu nhận cũng vẫn rất là ít. Thế cái đó thì nó liên quan đến quan niệm, rồi đến cái hiểu biết của công chúng và sự ủng hộ của dân chúng nữa. Ghép giác mạc tức là mình thay thế cái phần đằng trước giác mạc đấy bằng một cái giác mạc tử thi người ta cho. Thế thì trước đây chúng ta chỉ biết đến là cứ lấy cả cái đó ra thay thôi. Thế nhưng bây giờ là cái kỹ thuật mới là người ta sẽ thay một cái lớp ở phía đằng sau, tức là rất là ở bên trong cơ, và người ta làm như kiểu nội soi ấy. Ngoài nguồn hiến trong nước, Việt Nam được tặng nguồn giác mạc từ nước ngoài. Tuy nhiên, thủ tục hải quan và bảo quản giác mạc còn khó khăn bởi giác mạc không phải bệnh phẩm, không phải thiết bị y tế hay mẫu vi sinh vật, mà giác mạc là mô cần bảo quản sống. Các nước người ta còn cho chúng ta giác mạc cũng từ người hiến chết, cái số lượng đấy là chủ yếu. Còn bản thân chúng ta lấy giác mạc từ người cho của người Việt Nam chúng ta trong nước thì rất là khiêm tốn. Mặc dù kỹ thuật ở đây cũng làm chủ, nước ngoài họ tặng thì những cái thủ tục tại hải quan ấy là rất là khó. Có lẽ rằng các cơ quan chức năng cũng như các cơ sở mà có ghép giác mạc Viện Mắt cần có một cái kiến nghị chính thức với Bộ Y tế và Hải quan để có thể những trường hợp mà ở nước ngoài, nhất là Mỹ, họ thường cho các cái giác mạc từ người hiến chết ấy, thì tạo điều kiện để về kịp nhanh cứu người bị mù. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đến từ Singapore giới thiệu và chia sẻ mô hình vận hành ngân hàng mô hiện đại được áp dụng thành công tại Singapore nói riêng và nhiều quốc gia trên thế giới nói chung với nguyên tắc, chính sách, quy định điều phối để đảm bảo minh bạch, công bằng. Tại Singapore, chúng tôi có một hệ thống ngân hàng mô rất phát triển, được thành lập từ năm 1990. Chúng tôi có cơ chế về tài chính, pháp luật và chính sách hoàn chỉnh. Do vậy, mô hình hiến giác mạc của chúng tôi tương đối tốt và phân phối đến các bệnh viện tại Singapore. Được mời đến Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhất, tôi hy vọng và mong muốn Việt Nam có thể vận dụng để giúp cộng đồng. Những người đã mất đều có thể hiến giác mạc, giúp mang lại ánh sáng cho hai người khác. Điều đó là vô cùng ý nghĩa. Chính vì vậy, những chia sẻ kinh nghiệm từ buổi tọa đàm là thông tin quý giá để các nhà hoạch định chính sách, ban soạn thảo, các nhà vận động tại Việt Nam xây dựng và hoàn thiện các chính sách, quy tắc điều phối hiến tặng mô tạng nói chung và giác mạc nói riêng.